Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Ở các video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành phần phát âm, phần ngữ pháp cấu trúc câu 20 câu. Ở video này chúng ta sẽ làm phần word form và phần điền từ vào đoạn văn. Rồi. Thì đây là cái dạng bài tập word form và người ta cho sẵn chúng ta từ các bạn. Chúng ta sẽ biến nó thành danh từ, động từ, tính từ hoặc trạng từ. Một dạng bài tập khá quen thuộc nên chúng ta làm luôn nha các bạn. Cái bài chúng ta là lời khuyên cho những người trẻ về khởi nghiệp. Rồi. Trong những ngày này, trong những cái ngày mà có gì cao nè các bạn. Rồi. Các bạn quan sát ở trên, các bạn thấy về hưu, thăng chức, may mắn, người phỏng vấn, thích nè. Kế hoạch về hưu nè, hưu trí nè, ứng cử viên thành công, đào tạo thất nghiệp. Rồi. Rõ ràng chúng ta cần một cái từ ở đây là nghĩa là thất nghiệp nha. Unemployment nha các bạn. Trong những ngày có tỷ lệ thất nghiệp cao, nó thì khó cho những người trẻ để tìm công việc nếu như họ đủ may mắn để được yêu cầu đi một cái gì các bạn? Một cái người phỏng vấn. Rồi các bạn sửa thành một cuộc phỏng vấn nha. Được gọi đi phỏng vấn các bạn. Interview. Rồi. Sau này các bạn học xong đại học, các bạn ra trường, các bạn sẽ được đi các bạn sẽ đi làm. Sau đó các bạn nộp hồ sơ, các bạn người ta sẽ yêu cầu các bạn đi ask for interview. Họ có thể thấy rằng có ít nhất 20 cái gì đó khác cho công việc này các bạn. Rồi, có ít nhất. Rồi, chỗ này dễ các bạn ha. Có ít nhất 20 ứng cử viên. Rồi, các bạn có ứng cử viên là applicant. Và lưu ý là thêm S vào nha. Nếu một công ty đang nghĩ là đưa cho bạn một công việc làm, họ sẽ hỏi bạn ít nhất một cái gì đó, hoặc là cái công ty trước đây bạn làm, hoặc là một ai đó mà biết các bạn rất là tốt. Rồi, sau này các bạn đi làm thì chỗ này sẽ dễ hơn, các bạn sẽ hiểu rõ ràng hơn. Có nghĩa là ask one, chúng ta gọi là reference các bạn. Rồi, reference. Hoặc sau này các bạn xin học bổng thì ta sẽ ask là cái từ reference. Rồi, chính là chữ này các bạn. Hỏi cái tham chiếu nha. Hỏi cô giáo, thầy giáo là bạn có học tốt hay không, tính cách bạn như thế nào, vân vân. Trước khi bạn đảm nhận công việc, bạn phải ký hợp đồng. Bạn có lẽ sẽ làm một vài cái gì đó. Rồi, trước khi ký hợp đồng xong rồi, bạn sẽ làm một vài cái training các bạn. Có nghĩa là công ty sẽ đào tạo cho mình, chứ không thể nào mà mình vô các bạn biết làm được liền. Dù cho các bạn giỏi cũng phải tốn thời gian đào tạo, quen với công việc. Cái mà giúp bạn để làm công việc more chắc chắn là tốt hơn rồi. Chúng ta kiếm cái chữ nào mà tốt hơn. Ở đây chỉ có chữ success là biến nó thành tính từ là hợp nhất các bạn. More successful. Rồi, successful. Rồi. Mỗi khi bạn nè đã quyết định rằng đây là cái nghề nghiệp mà bạn chọn, bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ và cố gắng để ghét gì các bạn. Rồi. Mình đã chọn nghề nghiệp đó rồi thì mình phải cố gắng và get promotion là thăng chức. Cái mà luôn luôn mang nhiều trách nhiệm và nhiều tiền bạc hơn. Nếu bạn thi gì đó, bạn sẽ bị redundant, có nghĩa là giảm biên chế. Rồi. Có nghĩa là nếu thì bạn không may mắn ha. Rồi, unlucky. Nếu bạn không may mắn, bạn có thể giảm biên chế. Và không có khả năng để tìm kiếm công việc. Nó cũng là một ý tưởng rất là hay để trả một ít tiền cho một cái kế hoạch hưu trí các bạn. Các bạn có kế hoạch hưu trí là pension scheme ở trên đó. Người ta cố ý cho các bạn là tính từ. Chúng ta lôi nó về danh từ. Cái mà sẽ giúp bạn chăm sóc bản thân của bạn và gia đình của bạn khi bạn thi. Cuối cùng, chúc may mắn. Yeah. Khi bạn thi. Rồi, có chữ nào chúng ta chưa xài các bạn nha. Rồi, khi bạn thì về hưu.
Rồi. Chúng ta có chữ retire là về hưu. Rồi. Retire khi bạn thì về hưu. Rồi, khi bạn được về hưu. Không phải muốn về hưu là về hưu nha các bạn. Phải được về hưu. Rồi. Các bạn phải làm được đủ năm nè, công ty cho các bạn về hưu. Còn nếu như mà các bạn tự về hưu, các bạn sẽ không có tiền lương hưu, vân vân. Chúng ta đã xong cái phần work form rồi các bạn. À, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần đọc. Nhiều người cảm thấy rằng khi bạn mơ, họ thì gì đó, off to another world. Họ thì carry các bạn, drop off nè. Drop off có nghĩa là thành công trong công việc gì đó. Take off là cất cánh nha. Rồi, cũng có nghĩa là thành công. Rồi, guide là hướng dẫn. Thì ở đây có nghĩa là họ được mang tới một thế giới khác. À, chúng ta có carry off là mang tới một cái thế giới khác nè các bạn. Under gì đó, những giấc mơ thường có liên quan tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Rồi. Câu số 2. On the opposite contrast. Rồi các bạn chọn on the contrary là trái lại nha. Rồi, on the contrary là trái lại. À, chúng ta có opposite là ngược nè. Ngược. Rồi, in contrast là tương phản ở cái phía khác. Câu B là trái lại. Giấc mơ thông thường kết nối với cuộc sống hàng ngày của bạn. Khi cái gì đó toàn thể của bạn thì bị lấp đầy với cái điều gì đó. À, khi mà chúng ta hoặc thì quá đau buồn cái gì đó, khi chúng ta trong tâm trạng rất là tốt, một giấc mơ sẽ thể hiện được cái điều này thành những cái biểu tượng ở trong đầu của các bạn. Bây giờ câu số 3, khi cái gì đó của chúng ta thì bị lấp đầy với cái điều gì đó, có nghĩa là rất là bận tâm, rất là lo lắng các bạn. Rồi, thì câu số 3, các bạn có tâm trí là tinh thần, não bộ, linh hồn. Rồi, ở đây ý nói là tâm trí các bạn nha. Rồi, khi mà đầu óc chúng ta bị lấp đầy bởi cái điều gì đó, có nghĩa là suy nghĩ rất là nhiều, thì chúng ta rất là buồn. À, khi mà chúng ta trong một cái tinh thần tốt nè. À, câu số 4, các bạn có từ else hoặc nè. À, mà còn trừ khi, thì rõ ràng câu số 4 các bạn chọn O nha. Bởi vì khi hoặc là buồn, rồi either hoặc là vui, thì một giấc mơ sẽ phản ánh sự việc này. Nó thì thường gì đó rằng chúng ta có lợi từ giấc mơ, bởi vì chúng giúp cho tinh thần để mà chữa chữa lành. À, cái tinh thần đó. Rồi, khi mọi thứ gì đó sai. Thì câu số 5, các bạn có spoken, nó thường được nói, được tuyên bố, được nói, được phát biểu. Thì đây chính là câu phát biểu, câu bị động dạng đặc biệt các bạn. À, chúng ta dùng sát nha. Có nghĩa là người ta nói rằng. Rồi, người ta nói rằng, các bạn dùng say. Cổ này nói một ngôn ngữ nè, cổ này tuyên bố thì hơi hơi khó, cổ này phát biểu thì mức độ hơi hơi quá. Rồi. Khi mọi thứ gì đó wrong là các bạn. Rồi, chúng ta có mọi thứ go wrong. Các bạn dùng chữ go. Mọi thứ đi trệch hướng á, thì những giấc mơ vì vậy là một cái loại thoát khỏi, hầu như nó giống như một cái ngày nghỉ từ cái gì đó, cuộc sống gì đó này các bạn. Rồi, cuộc sống thiên tài thật sự, actual và factual, rồi đổ vỡ. Thì ở đây chúng ta có real life là cuộc sống hiện tại, rồi, một cái ngày nghỉ từ của cuộc sống hiện tại với những nỗi sợ hãi và những trách nhiệm. Tuy nhiên nó là một cái loại kỳ lạ, một loại kỳ nghỉ kỳ lạ, bởi vì liệu chúng ta có thời gian tốt hoặc liệu nó turn to be các bạn, biến thành một cơn ác mộng. Các bạn có turn out to be là biến thành một cơn ác mộng. Chúng ta thì nhanh chóng quên nó đi, hầu hết giấc mơ biến mất mãi mãi gì đó. Bạn là một trong những người mà có đủ nghị lực để mà viết nó xuống ngay khi bạn thức dậy.
Thì câu số 9 cho các bạn, các bạn có unless, ngoại trừ rằng, vì vậy, test, thế là. Thì theo nghĩa chúng ta, hầu hết giấc mơ biến mất mãi mãi trừ khi. Rồi, trừ khi. Thì các bạn dùng chữ unless nha. Rồi, đây chính là if. Rồi, if là một, trừ khi. Những câu này không hợp nghĩa các bạn nha. Trừ khi bạn là một trong những người có đủ nghị lực, rồi, để mà viết xuống khi mà bạn thức dậy. Các bạn có arise là tăng lên, awake, awake có nghĩa là trạng từ nha, không phải động từ các bạn. Rồi, rise up cũng tăng luôn. Các bạn có wake up nha, là từ khá quen thuộc, nghĩa là thức dậy. Rồi, chúng ta đã xong phần word form và phần điền từ vào đoạn văn của đề thi chuyên tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.